Bạn đang hoang mang không biết chọn ngành nghề gì? Đừng lo lắng, đã có người cho môn nghề hướng nghiệp thông minh, chọn nghề cực đỉnh. Gieo cây nào gặt quả ấy, gieo gió gặp bão, ở hiền gặp lành. Chúng ta ai cũng được học một loạt những câu thành ngữ, tục ngữ về thiện giả ác báo, về quy luật nhân quả của cuộc đời. Nhưng cuộc sống ngoài kia đâu có như thế. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao nhiều người lương thiện vẫn gặp tai ương, mà nhiều kẻ thủ ác thì vẫn ung dung sống cuộc đời hưởng thụ? Và nếu quy luật nhân quả không đúng, phải chăng chúng ta cũng chẳng cần phải làm việc tốt, vì cuối cùng thì chắc gì chúng ta đã gặt được quả ngọt trong đời? Tôi vẫn nhớ mãi một kỷ niệm từ cách đây lâu lắm rồi. Trong một lần đi ăn sáng cùng bố mẹ, trên đường về nhà, ba người chúng tôi đi qua một khu chợ kiểu tự họp. Lúc ấy có cô bán hàng hoa quả đang loay hoay với thùng xoài nặng trịch, không làm sao hạ xuống từ chiếc xe máy cà tàng được. Thấy bố tôi đi qua, cô liền khẩn khoản xin ông giúp. Không ngần ngại, bố tôi gật đầu, rồi lấy hết sức mình nhấc cái giỏ xoài lên khỏi giá xe, đặt xuống đất một cách cẩn thận và nhẹ nhàng để khỏi bị dập. Công việc có vẻ nhanh gọn, nhưng thực sự khá nặng, cộng thêm việc bố tôi bị tiền sử đau lưng, nên làm xong ông chảy đầy mồ hôi trên trán và mặt đỏ bừng. Điều đáng nói là khi đặt được giỏ xoài xuống, thì cô bán hàng đã chạy qua bên kia để tiếp một người khách mới dừng lại hỏi giá hoa quả, chỉ đảo mắt nhìn lại xem bố tôi xong chưa, mà thậm chí không có lấy một tiếng cảm ơn. Trên quãng đường còn lại trở về nhà, tôi đã được chứng kiến một điều thật lạ. Trái ngược với vẻ hậm hực của mẹ tôi vì cô bán hàng vô ơn, bố tôi lại vừa đi vừa huýt sáo một cách yêu đời như ông vẫn luôn thế. Câu chuyện nói lên điều gì? Mãi gần đây, khi đọc Seneca tôi mới hiểu các bạn ạ. Đó là vinh quang của một hành động tốt nằm hoàn toàn trong chính hành động ấy. Đây có thể nói là cách duy nhất để chúng ta không bao giờ phải hoài nghi về những điều tốt đẹp mà mình có thể làm được cho cuộc đời này. Có lẽ không ít người sau khi nghe vụ hiệp sĩ bị đâm chết, lần tới có thể cướp cũng sẽ dùng mình và bỏ qua. Cũng có người vì thấy bảo làm từ thiện bây giờ toàn lừa đảo, nên buộc mình quên đi hai chữ sẻ chia vốn là giá trị cực kỳ lớn lao của cuộc đời. Hay gần gũi hơn, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao mình phải cố gắng làm tất cả mọi thứ được cho là tốt này, như học tập, rèn luyện, đọc sách, học ngoại ngữ, bla bla, mà chả có ai để ý, ca ngợi hay chí ít là khen mình? Điều đó có làm bạn mất đi động lực để tiếp tục hay không? Nhưng nếu bạn có thể thay đổi suy nghĩ một chút, chấp nhận cái sự vinh quang, hạnh phúc và quả của mỗi hành động tốt nằm ngay trong chính hành động ấy, thì sẽ khó thứ gì có thể tác động đến mong muốn tiếp tục làm những điều tốt nhất cho bản thân và cho cuộc sống này. Nếu như bạn biết, niềm vui trong luyện tập thể thao chính là việc bạn chiến thắng được cái sự chê lười của cơ thể và thậm chí cả sự trì hoãn của tâm lý, thì việc sau một vài tháng bạn vẫn bụng mít tay que ngược phẳng lì, chả có đứa của nợ nào nó yêu, thật ra chả có gì đáng phải muộn phiền. Nếu như bạn biết hạnh phúc trong việc tặng quà gái nằm chính trong sự tự tôn của bạn đối với tình cảm của bản thân, bạn tin tình cảm đó, bạn muốn tình cảm đó được thể hiện, thì dù cô ấy có không thích món quà hay vứt mẹ đi cũng chẳng thể ảnh hưởng đến việc bạn nhặt lại món quà và đưa cho người bạn cảm thấy xứng đáng hơn. Nếu như bạn cảm nhận được việc làm ơn cho người khác thực sự chính là để bản thân cảm nhận được giá trị của mình trong cuộc sống và mình cố gắng làm nó tốt lên, thì việc người ta không trân trọng, thậm chí còn dè bỉu hay cho rằng bạn có nghĩa vụ phải làm, vậy cũng sẽ không thể làm giảm giá trị của hành động của bạn và niềm vui mà bạn có được khi thực hiện nó. Nhưng còn điều này nữa, bạn biết không, đó là ở phía ngược lại. Sự trừng phạt trong một hành động xấu cũng nằm ngay trong sự ảnh hưởng của hành động ấy đối với người thực hiện. Tôi có một cậu bạn, hồi lâu ngồi nhậu mấy anh em ôn lại những kỷ niệm thời trẻ trâu. Ngà ngà rồi tự dưng cậu tâm sự hồi trước, nhà tuy điều kiện nhưng bố mẹ khắt khe quá, chẳng bao giờ cậu có tiền ăn chơi. Có lần liều lấy cái máy tính của cô bạn cùng bàn, bán đi được vài chục để đi bán Half-Life với đám bạn. Tôi cũng chẳng biết có phải vì hơi men nên cậu mới kể như một lần thú nhận tội lỗi hay không. Nhưng cậu nói mà mặt cúi gằm không dám nhìn ai trong mấy thằng bạn chí cốt. Một nhân vật trong nhóm mới hỏi, thế lúc lấy có sợ không? Khổ cho cậu, nhớ lại thôi chắc đã là một cực hình rồi. Cậu nói là sợ, tim đập loạn lên, rồi từ đó về sau phải tránh mặt con nhỏ ấy. Bạn thấy không, một tội lỗi có thể nói là không quá lớn, nhưng ảnh hưởng của nó có thể sẽ đọng lại trong một thời gian dài. Chính vì thế mà làm người tốt mới khó, chứ làm chó thì chẳng cần gì bận tâm. Nói vui vậy thôi, nhưng tôi tin quan điểm triết học mà tôi đọc được ở đâu đó, tất cả những người trên thế giới này đều phân biệt được tốt xấu, và từ sâu thẳm trong tâm hồn có một khát khao hướng thiện, chỉ là không dễ để luôn giữ mình và cứ tiếp tục làm việc tốt, giống như lời khuyên của Marcus. Dịch: chúng ta phải cố gắng làm việc tốt thật nhiều và coi nó đơn giản như cây nho, cứ ra quả ngọt hết vụ này đến vụ khác mà không quan trọng hóa chính những thứ quả ngọt ấy. Và các bạn thấy câu chuyện này như thế nào? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé!
Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!